Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết chính phủ hai bên sẽ không thực hiện hoặc không hậu thuẫn các hành động do thám kinh tế trong không gian mạng. Thỏa thuận này được cho là hóa giải một trong những vướng mắc to lớn nhất trong mối quan hệ song phương. Việc Trung Quốc cam kết sẽ trừng phạt những hacker đã ăn cắp thông tin thương mại từ Hoa Kỳ cũng được cho là một bước đột phá, làm giảm căng thẳng quan hệ hai nước và chấm dứt những tổn thất to lớn cho các công ty Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn hoài nghi thỏa thuận này sẽ dẫn tới những biện pháp cụ thể chống tội phạm mạng trong bối cảnh Bắc Kinh vẫn luôn phủ nhận việc liên quan tới các cuộc tấn công mạng trong quá khứ. Ý nghĩa của thỏa thuận này chính là Trung Quốc lần đầu tiên phải cam kết công khai rằng không thực hiện các hành vi do thám kinh tế trên mạng. Trước đó, họ chỉ đơn giản phủ nhận các hành động đó và biện hộ rằng họ cũng là nạn nhân. Việc hé lộ các biện pháp trừng phạt đã thúc đẩy Trung Quốc đi tới một thỏa thuận tốt hơn mong đợi, nhưng đồng thời Bắc Kinh cũng khiến Washington phải cân nhắc lại một số hành vi của mình. Đây là một thỏa thuận to lớn, lần đầu tiên Trung Quốc đã phải phân biệt giữa do thám an ninh quốc gia với do thám kinh tế. Họ không thể chỉ phủ tay và nói rằng, chúng tôi không tấn công mạng là phạm pháp. Thỏa thuận đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ song phương liên quan tới vấn đề an ninh mạng. Tuy nhiên, nó sẽ không giúp giải quyết triệt để những thách thức an ninh mạng mà chúng ta đang phải đối mặt với Trung Quốc. Sẽ cần nhiều bằng chứng để chứng tỏ Trung Quốc giữ đúng cam kết của mình. Tôi vẫn nghi ngờ việc Trung Quốc sẽ thực thi lời hứa của mình. Tôi vẫn tin rằng cần phải áp đặt các biện pháp trừng phạt những doanh nghiệp Trung Quốc được hưởng lợi từ những thông tin Hoa Kỳ bị đánh cắp. Thỏa thuận là một thông điệp rõ ràng về một vấn đề có tầm quan trọng thiết yếu trong mối quan hệ tương lai giữa hai quốc gia. Rất hy vọng nó sẽ tạo ra một chương mới trong quan hệ hai nước. Thỏa thuận này không dễ được thực thi, đặc biệt khi rất khó để lần theo dấu vết của các cuộc tấn công mạng. Và chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ thừa nhận vai trò trong những cuộc tấn công như vậy trong quá khứ.